Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút Sau, huyện Tuy Đức, thì nó nằm trên điện thoại 0354392929. Sau đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo và cả chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác hai máy cưa hệ Estin gia đình này các bác. Vừa mới dọn rửa tức thì luôn. Máy móc còn nào cũng cực kỳ đẹp. Tình trạng quá VIP và chất lượng luôn các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên sóng là có một Estin 170C này. Con này thì có tích hợp chủ trợ lực cho các bác nhá. Và con này là Estin 017. Con này thì không có trợ lực. Đó, hai con thì đều nòng 37 ly cho các bác. Các bác thông cảm. Đấy thì cả chúng em thì đang có tí khách bên ngoài tí. Rồi, quay lại chủ đề chính các bác nhá. Đó, hai con thì đều tích hợp nòng 37 ly cho các bác. Ốp lam là vặn hai ốc lam trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Đó, tổng thể hai con thì nó là một con đời thấp và một con đời cao thôi. Các bác nào thích hệ đời đầu thì các bác lựa chọn con 017 các bác nhá. Còn các bác nào mà thích giật nhẹ nhàng đời cao thì các bác lựa con 170C. Đó. Còn nòng bạc thì bao cho các bác hai con thì đều chất lượng. Đây, và chúng em xin phép tháo phần áo gió để cho các bác xem qua. Hôm nay thì xin phép của hai chúng em quay nhanh thì trời sắp mưa mất rồi. Đấy, hai con này nòng bạc đều bằng nhau, linh kiện thì na ná gần giống nhau các bác nhá. Chỉ có khác phần nhau là nó tích hợp cuộn lửa nó hơi khác nhau một tí xíu thôi. Còn nòng thì giống y hệt nhau các bác nhá. Đấy, quay tổng thể cho các bác xem qua đây. Mặt tiền quá VIP, làm xích thì con này làm xích dài hơn các bác nhá. Làm con này thì mặt cắt được 35 phân, con này mặt cắt thì có 30 phân thôi. Đấy. Quá VIP đúng không các bác? Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên cả hai con. Và giá hiện tại thì cửa hàng bán cũng giá hai con cũng khác nhau các bác nhá. Con này thì cửa hàng bán với giá là 3.500.000. Con này thì được tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác. Còn con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3.100.000. Đó, nên là các bác tham khảo giá. Các bác cảm thấy ưng ý thì liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Trên hiện tại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Các bác chỉ nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn cho các bác. Đấy, và các bác nào mà đang có nhu cầu, nói chung với con này thì nói chung nhỏ nhẹ để về sử dụng gia đình thôi các bác nhá, chứ không phải là dòng cưa khai thác đâu ạ. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là chất lượng từ A tới Z rồi. Đây, các bác nhìn qua phần nội thất này, chế chiếc nhá, của con 017 nhá các bác nhá. Và con 018 này chế chiếc nguyên zin hết nhá. Nòng bạc hơi hiếc, đảm bảo cho các bác bảo zin 100%. Các bác nào nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế cửa hàng chúng em xin phép hoàn tiền và đền gấp 3, gấp 4 lần giá trị của cái máy luôn. Cam kết cho các bác như thế nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Máy móc hai con thì đều là dòng sưu tầm cực kỳ đẹp các bác nhá. Các bác nhìn qua mặt tiền của nó này, nội thất của bên trong nó thì em nghĩ con này cực kỳ VIP rồi. Cửa hàng chúng em thì chuyên gia chuyên sưu tầm những cái dòng máy cưa tuyệt lựa chất lượng. Họ không bán những dòng máy cưa mà tàm nham. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Một 170C cực kỳ VIP, con nào cũng cực kỳ đẹp nhá. Cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp cho các bác là những hệ máy cưa siêu VIP chất lượng. Tận tay đi ra từng kho lựa từng con một về. Nên là các bác yên tâm, các bác nào mà theo dõi cửa hàng chúng em lâu ngày rồi á thì cũng đã biết là máy chúng em thì chuyên bán những dòng máy cưa VIP chất lượng các bác nhá. Còn trên video đấy có sao thì cửa hàng chúng em sẽ quay cũng như là nói chi tiết như thế. Nên là các bác vui lòng tham khảo coi kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Các bác nào mà đã ưng ý rồi thì hãy nhắc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em về đặt hàng. Đó, giá là 3.500.000 và 3.100.000. Hoàn toàn miễn phí ship và tặng cả phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rốp và một tô vít chỉnh các bác nhá. Và trên video hôm nay thì cửa hàng chúng em không có test nổ, tại vì ngoài trời giờ đang lác đác mưa rồi. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép chào các bác, hẹn các bác video sau. Các bác nào mà ưng ý hai con này thì liên hệ ngay cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác.